Xin chào cả nhà, chào mừng đến với phần 143 của bộ truyện Ta sở hữu hệ thống bung tiền bao gái để tăng cấp. Nếu thấy hay hãy cho mình một like và một đăng ký kênh. Chúc cả nhà xem video vui vẻ. Cô gái đó cuối cùng cũng đã thấy Hoàng Trấn Thiên. Cô gái nhớ lại những việc vô lại mà tên đó đã gây ra. Tên vô lại Hoàng Trấn Thiên này lúc đầu giả vờ trung thành, ở tại cửa núi của ta mấy năm, tự xưng là đệ tử ngoại môn. Ta cũng không thèm để ý tới hắn, không ngờ hắn lợi dụng sự vắng mặt của ta, trộm ba món thần khí, phạm tội khắp nơi bây giờ ta phải lấy lại thần khí và quay trở lại vùng núi chỉ là hắn ta đã thuê rất nhiều vệ sĩ lúc này hai tên học việc đã lao đến tấn công anh nhưng anh lại rất nhẹ nhàng né tránh nhìn anh dễ dàng tránh được hai tên học việc đó như vậy làm cho cô gái thần bí kia lên kế hoạch chỉ cần ta có thể tận dụng tốt người đã phá vỡ tình thế này ta có thể lấy lại tất cả thần khí anh trong một nốt nhạc đã hạ gục hai tên học việc đó khiến chúng phải đo đường hoàng trấn thiên cùng đám người đến xin hắn giải quyết vấn đề thấy một màn này không khỏi kinh ngạc đông đông cũng rất bất ngờ trước sức mạnh cùng năng lực của anh thật mạnh mẽ anh ta chỉ dùng ngón tay chọc vào gáy hai người kia đã làm họ ngã gục hoàng trấn thiên ra lệnh cho các học việc khác các đệ tử các ngươi có nhìn thấy không hai người đó bị quỷ ám và rất nguy hiểm để ngăn chặn chúng ra ngoài làm hại người khác chúng ta phải hạ chúng xuống đây ta sẵn sàng hy sinh tu vi của mình để xua đuổi tà ma cho họ vừa dứt lời đã có hai học việc đứng ra còn cầm dao trong tay trên con dao nhỏ đó vậy mà còn tẩm cả độc mẹ đông đông trở nên điên cuồng đông đông ngươi đừng có mà chọc giận ta còn tiểu quỷ ở đâu ra may mà tiên nhân có lòng nhân từ hãy đến đây ngay lập tức con có nghe thấy ta nói gì không những người xung quanh cũng lên tiếng ủng hộ hoàng trấn thiên tôi cũng ở đây để giúp đỡ đúng vậy nếu bạn tích lũy công đức bạn có thể yêu cầu pháp cụ tôi cũng sẽ giúp bạn thấy đám người đó nháo nhào lao lên khiến đông đông hoảng loạn nói ra nghề nghiệp thật sự của mình các người muốn làm gì Thực ra tôi là cảnh sát, tôi cảnh cáo các người. Bắt cóc là phạm pháp đó, người có tình tiết nhẹ nhất sẽ bị phạt tù có thời hạn không dưới 5 năm nhưng không quá 10 năm nếu cố ý gây thương tích cho người khác. Anh khen ngợi đông đông, phản hồi khá nhanh, trong hoàn cảnh bình thường, giả làm cảnh sát quả thực có thể khiến một số người nhút nhát sợ hãi. Nhưng nó không mang lại hiệu quả gì với họ đâu, hay cô chạy đi trước và tôi sẽ ngăn chúng lại cho, đông đông hoang mang, giả vờ cái gì, không, tôi không thể đi được, mẹ tôi bà ấy mẹ đông đông đã bắt được cô còn không quên gọi lớn với đồng bọn chết tiệt tôi đã bắt được con gái tôi đông đông khó chịu gọi mẹ lúc này một học việc lao đến tấn công đông đông với con dao tẩm độc trong tay nhưng đột nhiên có tiếng niệm chú vang lên mặt trời biến thành tinh hoa của mực nước đáp lại nguy hiểm rùa và rắn hình thành cùng nhau châu tinh lưu hạc ngăn chặn tất cả các linh hồn nghe những tiếng niệm chú này làm cho tên học việc dừng tay lại những tiếng niệm chú đó cứ vang vọng điều này khiến hoàng trấn thiên rất hoang mang một tiếng gọi vang lên, em trai, trình độ của ông vẫn thấp hơn tôi, cũng không tệ lắm nếu một con ma nhỏ chiếm hữu ông, không ngờ người niệm chú lại chính là anh. Tất cả mọi người hoảng hốt, em trai à, cô gái bí ẩn bên này nghe anh xưng hô như thế cũng khá là bất ngờ, em trai à. Hoàng Trấn Thiên tức giận ra lệnh cho tất cả mọi người, giả vờ làm cao nhân à, mau hạ gục hắn ta đi. Anh thản nhiên đi đến không quên cười nhạo, ha ha, tại sao ông lại lo lắng như vậy, ông sẽ biết ngay thôi sau khi tôi chứng minh điều đó anh mở kỹ năng thành thạo y học cổ truyền Trung Hoa, nhìn, nghe và hỏi, rồi anh đi đến nắm lấy tay mẹ đông đông chuẩn đoán, dì ơi, nếu gì trừng phạt thái tủy, sự cân bằng âm dương trong cơ thể sẽ bị phá vỡ, thận khí yếu ớt, âm lạnh ngưng tụ, thế là mọi chuyện không ổn, cơ thể đau nhức, tôi không ngủ được phải không, mẹ đông đông bị anh làm cho bất ngờ, à, cậu, sao cậu biết, anh nhanh tay lẹ mắt cướp lấy con dao trong tay tên học việc rồi khuyên mẹ đông đông, đừng lo lắng tôi sẽ dùng cái này để vẽ một hình kim cương tránh tà cho cô ngay bây giờ tên học việc hoang mang cái gì chứ anh nhanh chóng điểm huyệt trên người mẹ đông đông sau đó trả con dao lại cho tên học việc đó xong rồi xem chân gì có còn đau không mẹ đông đông nhảy nhót phấn khích thật sự không còn đau nữa tôi bị đau khớp gối đã nhiều năm mà thực sự đã hết như thế này sư phụ người còn trẻ như vậy am hiểu đạo giáo như vậy người thật sự là sư huynh của hoàng trấn thiên sao mọi người thấy được điều này thì không khỏi kinh ngạc cái gì anh ấy cũng là một bậc thầy không thể nhầm lẫn được khả năng thực sự của anh ấy sẽ bộc lộ ngay khi anh ấy ra tay anh ta có thể chữa khỏi những căn bệnh không thể chữa khỏi trong bệnh viện chỉ trong một lần đông đông thì thầm vào tai anh bệnh viện nói mẹ tôi bị chấn thương sụn khớp rất khó chữa sao đột nhiên anh lại anh thực sự biết phép thuật à anh nháy mắt với đông đông làm sao có thể tôi biết một chút về y học trung hoa tôi chỉ phong ấn một số huyệt đạo của bà ấy nên trong thời gian ngắn nên sẽ không cảm thấy đau Thật vô ích khi nói chuyện với những người này về luật pháp và khoa học, tôi gọi đây là phép thuật đấy. Đông đông phòng má nũng nịu, được rồi, anh vậy mà lại lừa tôi, độ ưa thích cộng 5%, tỷ lệ ưa thích của thẩm áo đông 57%. Lúc này anh lại lên tiếng, chuyện này liên quan đến danh tiếng của tông môn, lẽ ra tôi không nên nói ra, nhưng bây giờ tôi chỉ có thể nói sự thật. Tôi là người cùng giáo phái với Hoàng Trấn Thiên này, nhưng hắn thật sự đã phá vỡ tông môn, thực hành tà thuật, lợi dụng người khác để làm lợi cho mình lần này tôi xuống núi để bắt kẻ phản bội này. Hoàng Trấn Thiên nghe anh nói xạo thì gắt gỏng, thật là một điều vô nghĩa. Lúc này mấy người theo phe Hoàng Trấn Thiên đến hỏi anh lại lần nữa, Sư phụ, chúng tôi thừa nhận rằng ngài có khả năng, nhưng điều ngài nói thật sốc. Anh tự tin lên tiếng, nếu các người không tin, tôi có thể đấu với hắn ngay tại chỗ, các người sẽ biết sự thật sau khi thử. Tuy nhiên, tôi sợ ông ta không dám. Hai người trong đám đông giận dữ, ngươi đang nói bậy, tiên nhân chân chính có năng lực thật sự, chúng ta đều tận mắt nhìn thấy, sao có thể là giả được hoàng trấn thiên là một người bất tử xuống trần gian để cứu rỗi tất cả chúng sinh làm sao ngài ấy có thể sử dụng ma thuật độc ác đừng cố gắng gây nhầm lẫn cho mọi người bằng những lời nói độc ác của anh lại có người ủng hộ anh sư phụ nếu ngài và hoàng trấn Thiên cùng một giáo phái ngài có thể giúp chúng tôi đổi vận tránh khỏi tai họa không đúng vậy tôi muốn tìm kiếm một sự nghiệp thịnh vượng và một thần khí hoàng trấn thiên cam phẫn nhưng không nói được lời nào chỉ có thể mắng thầm người này có vẻ đang nói những điều vô nghĩa nhưng anh ta lại nói đúng một số điều chẳng lẽ sư phụ đã thu nhận một đệ tử khác không không thể nào cái gọi là ma pháp tránh tà mà anh vừa nói rõ ràng là kỹ thuật bấm huyệt của y học cổ truyền trung quốc ừ thật là một kẻ nói dối tình cờ là tôi cũng cần phải mở rộng danh tiếng của mình lần này chỉ cần thắng được anh ta và quảng bá một chút chẳng phải là một nguồn tiền khổng lồ sao hoàng trấn thiên lên tiếng tại sao tôi không dám thử thách chỉ vì anh hủy hoại danh tiếng của tôi tôi không thể dễ dàng để anh ra đi tôi sẽ thi đấu với anh trong ba ván đấu và tôi sẽ thắng hai trong ba ván đấu nếu tôi thua tôi sẽ rời bỏ thế giới nếu anh thua anh phải làm bất cứ điều gì mà tôi đưa ra anh có dám không anh thản nhiên chấp nhận đó là một thỏa thuận cô gái bí ẩn trên cây hoang mang tiểu tử này sao dám so tài với hoàng trấn thiên cô gái đó rơi xuống thủ đoạn của hoàng trấn thiên rất quỷ quyệt cậu bé đó chắc chắn sẽ thua nhưng đây có thể là cơ hội của tôi chỉ cần hoàng trấn thiên có thể lộ ra một ít khuyết điểm ta liền có thể lợi dụng lấy lại thần khí của tôi. Nếu đã xem đến đây thì AD tin chắc là các bạn cũng cảm thấy khoái khoái chảy nước miếng. Vậy thì còn chần chờ gì nữa mà không để lại một like, một bình luận và một đăng ký kênh. Nhớ là phải bật thêm cái chuông để khi AD ra thêm video YouTube còn thông báo. Còn nếu mà bạn muốn ý kiến thì có thể trực tiếp bình luận ở bên dưới video nhanh đi này.